Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình này. Ôi trời ơi, hôm nay gió mát quá đi. Sáng nay em sẽ đưa mọi người đến một cái quán mới lạ nha mọi người nha. Đi ăn sáng nha. Tất cả mọi người theo chân em nha. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Trời ơi, gió lộng. Bây giờ là bị bệnh nghề nghiệp rồi, chỗ nào có quán mới cái là em phải phóng đến liền. Ok, mọi người theo chân em đi nha. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha mọi người nha. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một cái quán mà rất là mới này, Crepe Bà Hiền, tưng bừng khai trương, giá 15.000 đồng. Đây mọi người ơi, đây là hai cái nồi để làm bánh crepe. Hai cái nồi để làm bánh crepe. Và đây là một bạn bé, đây bạn ấy sẽ làm bánh crepe để cho mọi người xem là bánh crepe gồm có những cái menu gì nhá. Bánh crepe ngọt này thì gồm có sô cô la chuối này, sô cô la phô mai này. Làm đi nhá. Nutella chuối này, Nutella phô mai. Nutella nó là cái gì đấy? Mai sữa này, bơ lạc, tóm lại là cứ 15-20 nghìn. Và 25 nghìn là cái đắt tiền nhất mọi người ạ. Còn bên này là bánh crepe mặn này. Bánh crepe mặn thì xúc xích phô mai này, giam bông phô mai này, ba chỉ phô mai, gà phô mai, gà xúc xích phô mai là đắt nhất là 30 nghìn. Trứng phô mai, cá ngừ phô mai, tóm lại là ở đây người ta sử dụng phô mai rất là nhiều mọi người ạ. Đấy, hai cái loại, một loại crepe mặn và một loại crepe ngọt. Đấy, bây giờ mọi người làm như thế nào nhá. Đây là nó như là một cái chảo phẳng đấy mọi người ạ. Đã làm thẳng ra. Đấy, bây giờ họ dàn ra cho bột. Bột này là bột gạo à em? Không, đây là bột bột mì. Bột mì mọi người ạ, bột mì đó. Thấy xoay như vậy. Xoay như này. Mọi người ơi, mọi người xem cách làm bánh crepe nhé. Cách làm bánh crepe đây này. Bắt đầu họ sẽ cho nhân là đây khung cảnh ở quán nhé. Có mọi người có thể mua và làm, có thể ăn ngay được. Xin lỗi là ở ngoài đường nó đang hơi ồn nhé, mọi người chịu khó một chút. Đấy, và có thể ở trong là uống cà phê luôn, ăn sáng uống cà phê luôn. Đây là khung cảnh của quán. Đó, chào bà nhá. Bà chính là bà Hiền đúng không ạ? Bà có phải tên là bà Hiền không? Không ạ, tại vì cháu thấy đề crepe bà Hiền. Dạ. Là mẹ không? À, bà là mẹ ạ. À? À, tại vì cháu thấy đề là bà Hiền. Thế đề bánh ở quán crepe bà Hiền. À, đây là bà mẹ của cô chủ quán mọi người ạ. Đây chắc là con của cô chủ quán luôn này. À đây cho mọi người xem nhé. Xem nhân này. À, nhân này em giới thiệu xem là trong nhân này có những cái gì nhỉ? Có xúc xích phô mai. Xúc xích phô mai và các loại tương. Cái này chỉ có tương ớt, tương cà, xúc xích và phô mai thôi mọi người ạ. Không có rau gì hả em? Bánh crepe người ta không cho rau. Không, nhiều nơi người ta vẫn có hành, có hành, hành băm. Xong một chút bột thôi. Xong là sẽ giải ra một cái, xây ra một cái miếng thành to như này. Các cái này là trẻ em rất là thích, rất là thích ăn. Buổi sáng ra ăn một cái. Dạ, nhìn cũng ăn như thế hả con? Đấy, khám phá ra một cái chỗ mới. Cái này là trước gần ngay cổng trường. Cổng trường của trẻ con rất là thích. Đấy, quy trình. Đấy, cái chảo nó nóng lên làm cho cái bánh nó chín. Và bây giờ cái phô mai ở trong này nó bắt đầu nó chảy. Nó sôi lên cực kỳ. Còn đây đấy là xúc xích rồi phô mai rồi ruốc, có cả ruốc rồi tương cà, tương cà chua, tương cà chua rồi sốt mayonnaise cái gì đấy. Hai cái mua một lúc hai cái. Ai mọi người nhìn thấy không đấy, khi nó chín thì nó sẽ ra như thế này.
Được rồi sẽ gặp lại. Như thế này là xong rồi đúng không? Như thế này là đã được rồi mọi người ơi. Đấy, ra được một cái rồi. Rất là ngon, con ra con lấy tích. Tích phô mai. Còn đây là gà. Gà này, xúc xích phô mai này. Ruốc à? Kia là gà, ruốc gà. Cái này làm cũng không lâu đâu. Một chiếc như này là từ nãy giờ mình thấy là khoảng 4 phút là ok. Đó, mọi người thấy không? Lên đẹp không? Dán trong vòng khoảng 4 phút đồng hồ thôi là ok rồi. Ui, vàng ươm ngon xưa. Đây là bánh quếp mọi người nhé, bánh quếp mặn, bánh quếp mặn. Như vậy là đã xong một cái bánh quếp nữa rồi. Lấy đi. Đây này, đây là hình ảnh cái bánh quếp mọi người ơi. Có rau này, có tương ớt, này, tương cà, này, cà chua. Còn bên bánh mặn, là bánh ngọt thì là có các loại hoa quả ấy, mọi người. Nó cuốn lại nhìn như là một cái ốc quế luôn. Mọi người thấy đẹp không? Nói chung là cái này ăn thì cũng ok. Cái này mình thì ra là mình cũng đã biết nhiều. Kiểu này là kiểu crepe của người Việt Nam mọi người ạ. Crepe này là crepe của người Việt Nam. Còn mình ăn crepe kiểu châu Âu nó khác. Nhưng mà cái này cũng khá mới lạ với cả người Việt mình. Rất là hay. Có cả cái loại cá ngừ phô mai. Mình chắc là mình sẽ ăn cái loại cá ngừ. Nghe mình cá ngừ tuna fish sốt rất là ngon. Giá 15.000 thì là giá khuyến mại ấy, từ ngày 6 tháng 10 đến 13 tháng 10. Thế còn là tại vì họ mới khai trương mà. Sau đó thì chắc là sẽ tăng giá lên một chút. Thì cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn quan tâm và ủng hộ kênh của Tâm Tình Nguyễn lắm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người xem này, cái chảo. Cái chảo này. Cái này không cần phải cho mỡ lên trên này. Em cho sẵn bơ lên trước rồi. Cho sẵn một lớp bơ ở bên trên này. Nó không bị sát, nó không bị sát, nó không có mặn thì thành ra là nó cũng không có bị làm sao. Đó, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, cảm ơn em nha.